Hello, xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui quý vị và các bạn quay trở lại kênh của Khánh Nguyễn Cuộc sống Đức U70. Thì hôm nay mời các bạn ăn sáng hoặc là nhìn mình ăn sáng, nói chung là khó. À, và mình sẽ chia để chia sẻ một chủ đề nói về các gia đình của những người gia đình ở Việt Nam và có người đi nước ngoài. Thì đây các bạn nhìn em mình ăn cái này là cái đồ khô, cái này bình thường người ta cho sữa vào, nhưng mà mình không ăn sữa. À, và cái này mình nấu hôm qua hôm kia là mình đã giới thiệu cách nấu rồi đấy Thế rồi đây là quả bưởi này ăn tốt cho mỡ máu à, Mỡ máu rồi gan nhiễm mỡ là ăn cái này là rất là tốt các bạn đấy, Mình mua ở vờ thì nó đắt cực kỳ Mua ở Leader quả rất là to Mà có 99 cent nhưng mà Leader quả nhỏ hơn À quên ở uh, Giver quả nhỏ hơn mà một oi 29 đây các bạn Nhưng mà cái quả này mình bóc thì mình thấy nó có vẻ chắc hơn là cái quả Leader thế còn là táo này rồi kiwi vàng này nho này nho không hạt rồi ớt chuông à, và cái cốc nước cam mình vắt hàng ngày và cái cái gì đen đen kia không biết và cái đây này bơ mua ở gây vờ đây các bạn toàn bị hỏng thôi một oi 19 mà cứ bị hỏng đây này nó cắt cái chỗ đen đen đi một tí rồi và đây là cái cốc nước nước cũng rất là ngon đây các bạn nhìn đây là cái nước phôi vít nhưng mà nó là nước cam và xoài các bạn đấy cam và xoài đấy thì trước khi đi vào chia sẻ là không quên gửi lời kính chúc tới quý vị và các bạn trong nước cũng như ngoài nước có một sức khỏe dồi dào hạnh phúc và bình an trong mùa dịch thì và mình cũng không quên là nhắc các bạn bạn nào vào kênh của mình đăng ký thì trước khi đăng ký là phải chia sẻ phải xem video và mình rất không thích những cái tệ nạn mà các bạn toàn bị chép cái tiêu đề xuống mình nói rất là nhiều nhưng vẫn có trường hợp đấy mà có trường hợp làm làm youtube cũng lâu rồi đấy đăng ký đến năm nghìn sáu nghìn thậm chí bảy tám nghìn nhưng mà cứ hay chép cái tiêu đề xuống như thế là không đúng luật của youtube thế À, và cũng cảm ơn các bạn đã trong cái thời gian qua là đã đồng hành với mình, giúp đỡ mình rất rất là nhiều. Rất là nhiều các em, các cháu dễ thương. Ôi trời ơi bảo là mến cô, mến chị lắm. À, giúp đỡ ủng hộ, góp ý thì vẫn góp ý. Góp ý nhưng mà giúp đỡ ủng hộ chứ thật ra thì bà già này á làm thì nói năng thì không có khiếu nói, rồi làm video nó cũng không được hay, mình biết là như thế cho nên cái kênh của mình nó cũng chậm phát triển lắm. Nhưng mà cũng được một số là rất là yêu quý mình. Nên là cũng xem giúp ủng hộ nên là mình mình rất rất là cảm ơn các bạn và mong các bạn là tự, tiếp là vẫn cùng đồng hành ủng hộ mình thế còn bây giờ mình chia vào đi vào chia sẻ một chủ đề chắc là gia đình nhà nào cũng có cái va chạm đến thì bây giờ cái chủ đề này nhà, theo như các bạn nghĩ cái người người ta ở nhà gọi là cái người mà người ta bắt gôn người bắt gôn còn những người ở nước ngoài nó là những người mà uh, um, gọi là cái gì nhỉ um, đấy những những uh, người nước ngoài thế còn những người mà ở mình không hiểu biết về bóng đá thì mình không biết gọi là cái gì nhưng mà chỉ biết là cái người ở nhà là người bắt gôn bắt gôn là cái gì người bắt gôn là người ta ở nhà chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ và cái quan trọng nhất là giúp các bạn ở nước ngoài các bạn cần giấy tờ gì ví dụ như giấy khai sinh hoặc là giấy chứng nhận Để mà cho nó đầy đủ giấy tờ hợp thức hóa để mà kết hôn Với người Đức hoặc là với người nước ngoài thì bây giờ Mình chia sẻ về người ở cái người bắt gôn ở Việt Nam trước tất nhiên là anh em thì khiến giả nhất phận rồi ai cũng phải làm phải ăn các bạn thấy có công nhận với mình điều đấy không thì nhiều người người ta ở nhà người ta giúp thì mình phải biết đến công của người ta biết đến công của người ta người ta giúp như thế nào và người ta có nhiệt tình hay có trách nhiệm hay không có những người đi nhá cha mẹ ở nhà con cái vất ở nhà người ta rất là có trách nhiệm trông nom chu đáo mặc dù không nhờ nhưng mà trách nhiệm nhưng mà có những gia đình có những người ở việt nam không làm được điều đấy nhưng có những người người ta làm được điều đấy đấy là người ở bắt gôn ở nhà còn cái người ở nước ngoài thì như thế nào người ở nước ngoài cần người ta xin giấy tờ gì cho người ta giúp hoặc con cái người ta trông nom cho thì cái quan trọng nhất là người ta gần gũi cha mẹ cha mẹ cha mẹ chung nhưng người ta gần gũi cha mẹ người ta trông nom cha mẹ giúp thì các bạn đừng có lập luận rằng làm nào. ở với ai người ấy phải có trách nhiệm tất nhiên là người ta có trách nhiệm rồi sớm tối hàng ngày 24 trên 24 gần còn những người không ở cùng ấy dù có nhiệt tình có tốt đến mấy cũng chỉ là cũng không phải là săn sóc 24 trên 24 được mà cũng chỉ một lúc một nhát năm bảy tiếng cứ giỏi cho là năm bảy tiếng mỗi ngày rồi lại về cũng không thể liền vai sắt cánh được đấy là những người già còn những người ốm bệnh tật hoặc là bị sốt uh, huyết não nằm liệt giường hầu giường cứt chiếu đái ai làm nhưng các bạn phải nhìn xa trông rộng vào cái điều đấy rồi <laughs> rồi thì uh, làm giấy tờ thì có những người lập luận là làm giấy tờ người ta cũng trả tiền. Đâu có phải người ta không phải đi nằm thuê nhé. Người ta không nằm thuê. Sao lại nói đến cái đoạn trả tiền? Có những cái việc mà mất tiền không làm được. Người ta còn có kế hoạch, người ta phải có đầu óc. Người ta phải các bạn cứ nghĩ đi. Mồm ở Việt Nam mới mồm đi chân đi, tiền đi, xăng, dầu, hao mòn xe máy mà ai cũng thế bản thân mình ý, mình gặp cấp trên là mình ngại vô cùng tổ quốc ta ơi rất là ngại gặp những người cấp trên đi quan hệ xã giao giấy tờ thì với các bạn đừng có lập luận là đi làm giấy tờ người ta cần trả tiền mà người ta trả lãi đừng có nói cái lãi người ta ở nhà người ta đã giúp đỡ mình giấy tờ trông nom cha mẹ cho mình rồi thì đáng lẽ là mình phải động viên mà mình ở ở nước ngoài là kiếm đồng tiền nó dễ hơn đáng lẽ là phải tập trung vào để cho thêm những người ở ở nhà người ta giúp đỡ như thế nhưng mà không nhiều người là không anh em thì khiến giả nhất phận các bạn công nhận không nào mà cứ nói là có tiền là làm được hết đừng nói thế nhá không phải là có tiền mà làm được hết đâu người già cũng như một đứa trẻ con không phải có tiền người ta cái người già hoặc trẻ con người ta làm cái gì người ta làm người ta cần cái đồng tiền người ta làm cái gì được phải có người cầm cái đồng tiền đấy phụ giúp rồi rồi còn là có những người con cái thì rất là đông nhưng mà đi hết đi một phần thì đi thoát ly xa một phần thì đi nước ngoài thậm chí bố mẹ qua đời không có mặt không về một là phải làm không về được. Cái thứ hai là covid. Cái thứ ba là tiếc tiền vé nó đắt. Thì bây giờ các bạn ở lại, các bạn mật thậm chí những người cha mẹ qua đời như thế, không về nhưng có gửi tiền về để cái người nhà người ta lo ma không? Có gia đình rất là nhiều, con đông con đông cái, nhưng mà nếu nó qua đời có duy nhất một người hoặc hai. Thế các bạn thử xem các bạn phải xem đi các bạn phải nghĩ đến cái điều đấy chứ đừng bây giờ mình phải nói là người ta đã trông cha mẹ cho mình rồi và ở nước ngoài mình kiếm tiền nó có điều kiện hơn kiếm đồng tiền nó có giá hơn nó dễ hơn ở việt nam thì mình không những là mình giả công như người ta mà mình còn cho còn thưởng người ta nữa chứ không phải cái giấy tờ Việt Nam ấy rất là khó khăn phức tạp có những cái việc thậm chí đến cả năm nửa năm chưa xong với các bạn ạ đi không đơn giản tiền xăng rong đường rẻ chợ người ta nói là cấu vặt hơn đánh đau cái đấy ai nhìn thấy chỉ biết được là ừ. giúp tôi xin được tờ giấy tôi đã cho 500 300 này đừng tưởng 500 300 mà to 500 300 đấy người ta ở nhà người ta xin cho mà không phải là đi xin một cái được ngay thậm chí vài tháng thế bây giờ mình ở lại mình đã không mất tiền vé mình đã không mất tiền mình đã không mất tiền không mất tiền đi làm đi làm mỗi tháng thu nhập rẻ cũng phải là 1 nghìn rưỡi nghìn tám đi cầm tay đi đấy là mình cứ nói đấy người việt rồi tiền vé không mất bây giờ các bạn không nghĩ đến cái điều đấy đi tại sao mà các bạn lại cứ um, cứ nghĩ ngắn là À, thà rằng thuê người ngoài mới này, à, thuê như thế đắt quá không đắt một tí nào không có đắt một tí nào các bạn phải nghĩ xa đấy là nói là về giấy tờ còn người ta trông cha trông mẹ người ta xong săn sóc cho mình để mình yên tâm mình, mình đi làm kiếm tiền rồi ở nước ngoài kiếm đồng tiền nó dễ nó dễ hơn ở việt nam thì tại sao lại không thoáng đi này không thoáng không không nghĩ đi mà lại cứ cứ nghĩ ngắn rồi uh, rất nhiều nhà là xảy ra mâu thuẫn Thầy giải ra mâu thuẫn cái đấy và một cái <laughs> à, một cái mà còn một cái nữa là cũng không ngoại lệ là có những người ấy ở nhà thì cứ nghĩ là ngoài là vơ được tiền được của cho nên là cứ muốn là này khác và có đây là mình được nghe rất nhiều người nhé ở nước ngoài kiếm tiền mua nhà mua đất ở Việt Nam nhưng mà không có điều kiện hoặc là không về mua đứng tên được nhờ anh em đứng tên thì cuối cùng anh em cũng chiếm đoạt cái đấy là cái 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 cái, cái tốt có những người rất là tốt nhưng mà có những cái cũng lại là xấu nhưng mà không phải tất cả nhưng có người thì nghe lại rất có trách nhiệm người ta rất có trách nhiệm không bao giờ người ta chiếm đoạt cái gì và người ta có trách nhiệm không những với bản thân đi nước ngoài giấy tờ lo lắng cho cha mẹ người ta trông nom cho lại con cái vất ở nhà người ta trông nom cho thì cái đấy tại sao không nhìn thấy đi lại cứ nhìn đấy nè các cụ thường nói là ăn nhạt thì mới nhớ đến mèo ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây người ta trông cha trông mẹ cho mình Cha già mẹ yếu ốm đau Đau một giây chết một giờ không nói làm gì Nhiều người ốm đau, ốm dề, ốm dệt 2-3 năm trời 1-2 năm, 3 năm trời Ai là người chăm sóc Bẩn thỉu giường cất chiếu đái Rồi Không phải về Chăm Không mất tiền vé Thậm chí cha mẹ mất Không về Không mất tiền vé Không mất tiền đi làm hai cái tiền cộng lại bao nhiêu tiền còn đây, ví dụ như một cái việc mà đưa cho người ta 5 300. Các bạn nghĩ là to à? Không to. Các bạn đừng có thấy thế là to nhá. Rất là nhiều chuyện, rất nhiều chuyện mình nghe rất là buồn. Mình buồn cho người ở nhà, có những trường hợp buồn cho người ở nhà. Có trường hợp mình buồn cho người ở đây. Nó rất là oái oăm. Thì đây là một cái câu chuyện mình chia sẻ. Mình thấy như nào mình chia sẻ thế nội bộ của những người Việt Nam ở nước ngoài Thì các bạn nghe và tham khảo Chắc là mình nói có đúng không nhé các bạn nhé Chứ cái này là mình nhìn thấy thực tế rất là nhiều chuyện Người ta kể, người ta nói Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh Nhưng chung quy nó là rất là nhiều trường hợp như thế Thì mong các bạn xem video và ủng hộ Và có những lời bình luận tích cực và bây giờ mình xin dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn mạnh khỏe, mã đáo thành công và hẹn gặp lại. Bye bye các bạn. Bye bye.